Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Thưa quý vị, sự ra đi của thân nhân luôn là nỗi đau lớn cho người ở lại. Bởi thế, mỗi khi nhà ai có tang sự sẽ nhận được rất thường xuyên sự chia sẻ và viếng thăm của mọi người xung quanh. Thế nhưng đám ma lại ẩn chứa nhiều âm khí xui xẻo và có rất nhiều người e ngại và kiêng cữ khi đi đám tang. Để tránh sức họa vào thân, khi đi đám ma nên mang theo gì hay cần kiêng kỵ khi viếng tang luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Và để giải đáp thắc mắc này, trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này nhé. Đi cúng tang là một phong tục gắn liền với cuộc sống của người Việt nhằm chia buồn với gia đình người mất, song mong linh hồn của người khuất ra đi thanh thản, sớm tìm nơi an nghỉ. Tuy nhiên, đám tang là nơi ẩn chứa nhiều âm khí. Do vậy, để tránh hơi lạnh, sau đây sẽ là một số thứ cần phải mang theo. Thứ nhất là mang theo tỏi. Tỏi được biết đến là thứ trừ tà rất tốt. Vốn đám ma có âm khí rất nặng, những ai yếu bóng vía đi viếng tang, hãy mang theo nhánh tỏi trong túi. Điều này giúp tinh thần và lý trí người đi đám ma được duy trì ổn định. Mặt khác, tỏi khắc những điều xui xẻo đeo bám về tới nhà, tránh biến mọi chuyện trở nên xấu, không thuận thành. Thứ hai, đi đám ma mang theo lá trầu. Lá trầu không những có công dụng ấm bụng, sử dụng trong việc ăn trầu cau của các cụ ngày xưa. Lá trầu có tác dụng tuyệt vời trong việc xua đuổi tà ma quỷ ám. Bởi thế có rất nhiều người tin tưởng và mang lá trầu trong túi mỗi khi đi viếng đám tang. Điều này sẽ giúp bạn xua đuổi tà ma đeo bám và ngăn chặn âm khí không tốt gây xui xẻo cho bạn. Thứ ba là mang theo dầu gió xanh. Ngoài tác dụng làm ấm cho cơ thể, dầu gió xanh còn có tác dụng tuyệt vời trong việc xua đuổi tà khí. Bởi thế người đi viếng tang luôn thoa một ít dầu gió xanh lên người. Khí hương thơm của dầu gió xanh sẽ giúp bạn tránh được tà khí không tốt xâm nhập vào người, phòng tránh yêu ma quỷ quái đeo bám quấy phá cuộc sống. Ngoài những thứ trừ tà bên trên, bạn có khả năng đem theo bật lửa, túi trừ tà. Tùy theo quan điểm của mỗi người mà sử dụng thứ mình nghĩ là tốt nhất. Song, để tránh thất lễ với linh hồn của người mất, đặc biệt để tạo thiện cảm với người thân của người đã mất, bạn cần đem theo một số vật phẩm dâng lễ như sau. Thứ tư là mang theo vòng hoa. Hoa dâng lễ tang là thứ không thể thiếu khi viếng đám ma. Đây là cách để bạn thể hiện lòng thành kính với linh hồn người đã khuất. Nhất định bạn phải chọn vòng hoa màu trắng nhé, bởi màu trắng đại diện cho sự tang thương, chết chóc. Thứ năm đó là mang theo lễ vật, nhang, đèn, trà bánh. Số lượng không đòi hỏi ít nhiều, quan trọng là lòng thành của người đi viếng. Không nhất thiết bạn phải dâng lễ thật nhiều. Có một số trường hợp, người thăm viếng chỉ cần thắp nén hương, dâng gửi linh hồn người chết là được. Bên cạnh việc nên mang gì đi đám ma, thì việc mua gì để viếng tang cũng là điều quý vị nên lưu ý. Phong tục tập quán của người Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Ở những vùng miền khác nhau, thường có những phong tục khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn những phong tục đều không có quy định về việc đi đám ma phải mua gì. Thông thường, người Việt Nam thường coi trọng những hành vi trang phục người khách đến viếng thăm hơn. Khi đi viếng đám ma, bạn cần nên biểu lộ thành kính và tôn trọng đối với người đã khuất, không được bất lịch sự đối với người nhà tang quyến và những người dự tang lễ, không đùa giỡn, cười đùa, hạn chế dẫn theo trẻ con. Vài năm về trước, thông thường người đi viếng đám tang thường mang theo hương, đèn, hoa quả, trái cây để giúp phủ tang cho gia đình có người đã khuất. Những món đồ này rất bình dân, không có giá trị về vật chất nhưng có những giá trị tinh thần rất cao. Hiện nay, để đơn giản và thực tế hơn, người đi viếng chỉ đi phúng điếu tiền bạc là chính.
không còn mua những đồ dùng như khi xưa. Tiền này thường được gọi là tiền phúng điếu, có thể phụ giúp một phần nào đó cho gia đình người mới qua đời. Nếu là người thân, bạn có thể đặt mua những vòng hoa để đi viếng người thân đang khuất. Nếu bạn biết tin người qua đời sớm, cũng có thể mua thêm nhang đèn, trái cây để đi phúng điếu. Vì có thể trong lúc gia đình vừa nhận được tin tử, đã chưa kịp chuẩn bị những đồ dùng cần thiết. Ở nhiều gia đình, thường có đăng tin kèm theo trong cáo phó là xin miễn phúng điếu, tức là người nhà của người đã khuất không nhận tiền phúng điếu. Miễn phúng điếu hay phúng điếu tùy thuộc vào quan điểm sống của người quá vãng, của tang quyến, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình của tang quyến. Đám tang là một nơi chứa rất nhiều âm khí không tốt, bạn cần tránh tiếp xúc những nơi này. Tuy nhiên, về các mối quan hệ người thân trong nhà hay đối tác làm ăn, bạn bè thì bắt buộc phải cúng tang, nhằm chia buồn với gia đình, mong người mất sớm an nghỉ. Tuy nhiên, trong và sau khi đi đám tang, nên kiêng gì tránh mang họa vào thân. Quý bạn cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là không ăn mặc trang phục quá nổi, lòa loạt. Những người đi viếng đám tang chỉ nên mặc những trang phục đơn giản màu trắng hoặc đen, đặc biệt là quần áo phải dài, không mặc đầm hoặc váy. Thứ hai đó là không đùa giỡn, nói cười ầm ĩ. Khi đi đám tang, bạn không được nói chuyện quá lớn tiếng. Thay vào đó, hãy im lặng hoặc nói chuyện thật nhỏ nhằm thể hiện sự trang nghiêm và thành kính trước linh hồn của người mất. Thứ ba là không bật tiếng chuông điện thoại quá lớn khi đi viếng tang. Thường không gian đám tang rất yên tĩnh. Nếu bạn để tiếng chuông quá lớn sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thứ tư là khi đi đám tang, bạn không được trêu ghẹo người khác. Dù tình cờ bạn gặp trai thanh gái tú trong đám tang, nhưng đừng vì thế mà buông lời trêu ghẹo. Điều này thể hiện sự thiếu văn minh và lịch sự trong buổi viếng tang. Thứ năm là đừng bao giờ thề thốt hay hứa hẹn với linh hồn người chết về bất cứ chuyện gì. Bạn chỉ nên thắp hương và cầu nguyện linh hồn của người mất sớm siêu thoát. Và thứ sáu là sau khi đi đám tang, quý bạn tuyệt đối không ghé thăm bất kỳ nhà ai. Dù trời nắng hay mưa, bạn hãy đi một mạch về nhà, sau đó tắm rửa thay đồ mới thực hiện những công việc tiếp theo nhé. Vốn đám tang là nơi chứa nhiều âm khí không tốt cho sức khỏe và phong thủy. Vì thế một số người sau đây nên kiêng đi đám ma. Sau những trường hợp người thân trong nhà mất thì không thể không đi. Lúc này quý bạn hãy đợi quan tài của người mất chôn cất xong, rồi hãy đến thắp hương và xin lỗi gia đình người mất. Thứ nhất là những người có tiền sử bệnh nặng như ung thư, đau nhức xương khớp. Trường hợp người này đi đám tang về thì bệnh tình sẽ chuyển biến nặng, khó điều trị. Thứ hai đó là phụ nữ mang thai và cho con bú cũng không nên thăm viếng đám tang. Nếu không, đứa trẻ sau này sẽ quấy khóc hay gặp nhiều điều tiếng không tốt lành trong quá trình sinh nở. Thứ ba là những người có tiền sử bị chó dại cắn, tuyệt đối không được đi viếng đám tang. Chẳng may nhiễm phải âm khí sẽ lên cơn dại mà chết. Sau cùng, khi đi viếng đám tang về thì bạn nên làm một số việc sau đây. Điều trước tiên đi đám ma về nên làm gì thì đó là đốt vía. Tùy theo địa phương mà nghi lễ đốt vía có sự khác biệt. Có những nơi chỉ đốt một mảnh giấy rồi hơi nhẹ qua người là được. Nhưng có nơi lại đặc biệt hơn. Có người còn đốt vỏ bưởi kèm quả bồ kết, vừa có hơi nóng từ lửa, vừa phảng phất hương thơm từ tinh dầu bưởi vào bồ kết. Có nơi thì người ta đốt lửa lên và nhảy qua đống lửa. Số lần nhảy tùy thuộc vào người đó là nam hay nữ. Nam 7 lần, nữ 9 lần. Vừa bước vừa khấn, vía giữ thì đi, vía lành thì ở, để không bị tà khí đeo bám. Đốt vía khi đi đám tang về đã tồn tại rất lâu đời trong tôn giáo tín ngưỡng của người Việt Nam. Tiếp đó là nên tắm rửa sạch sẽ. Nhiều người cho rằng quần áo mặc khi đi dự tang lễ về đã bị ám mùi tử khí, không tốt cho sức khỏe, vì thế bắt buộc phải thay ra. Theo khoa học thì đám tang là nơi sẽ có rất nhiều vi khuẩn, lại là nơi tụ tập đông người tụ họp. Vì thế sự phát tán bệnh truyền nhiễm trong không khí cũng là điều hiển nhiên. Thế nên đi dự tang lễ về cần đốt vía xông hơi, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới và giặt sạch đồ cũ. Cẩn thận hơn thì có thể dùng các loại lá như lá xả, đinh lăng, lá ổi, chanh, tía tô hay vỏ bưởi
vỏ quế để làm nước xông hơi hoặc tắm, đốt vía. Cuối cùng là nên hạn chế tiếp xúc với người khác. Sau khi tham dự tang lễ về, thì những loại vi khuẩn tại tang lễ có thể theo bạn về nhà. Vì thế sau khi rửa đám tang về, còn phải xông hơi, đốt vía, tắm rửa sạch sẽ, rồi mới tiếp xúc với mọi người. Đặc biệt, nếu chưa vệ sinh cơ thể sạch sẽ, thay quần áo mới, thì tuyệt đối không được tiếp xúc với người có sức đề kháng yếu, như người đang bị bệnh, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai, để tránh lây truyền mầm bệnh cho họ. Vâng thưa quý vị, trên đây là những điều cần biết và cần kiêng kỵ khi đi đám ma. Mong rằng với những thông tin trên, quý vị sẽ tránh được những điều đáng tiếc không đáng có trong tâm linh, cạo rước họa vợ thân. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.